cái khói thuốc lá nó gây ra cực kỳ nhiều vấn đề ở trẻ nhỏ, những vấn đề liên quan đến hô hấp, thần kinh, răng miệng và cả những cái vấn đề ung thư nữa. Thế nhiều ông bố hút thuốc và giải thích là cái lúc hút thì không ở cạnh em bé, nhưng mà cái khói thuốc ấy nó ám vào quần áo, cái khói thuốc ấy nằm ở trong miệng, về nhà ôm con rồi hôn hít con thì em bé nó lãnh đủ. Thành ra là nếu như thương con ấy thì bỏ thuốc đi, mà không bỏ thuốc được ấy thì đừng có con nha.